Pháp hội Bồ Tát Tạng. Phẩm: Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký. Thứ hai, Hán Bộ, đầu quyển 36. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Ở giữa đường, Đức Thế Tôn làm cho chư trưởng giả chứng nhập thánh quả, dùng quay thế Như Lai mà vào thành Dương Xá. Bốn chúng vây quanh quay nghi nghiêm chỉnh. Lúc ấy trong hàng chư thiên thần dạ xoa thủ hộ thành Dương Xá, có đại thiện thần Dương hiệu là Kim Tỳ La ký rằng: Này Đức Như Lai hình tướng rất lạ, là bậc tối thắng trong thế gian khó được gặp, đáng được sự cúng dường của trời, của người. Chúng ta hôm nay phải mang những món cúng thượng diệu dâng lên Đức Như Lai. Suy nghĩ xong, Kim Tỳ La Dương đem thức uống ăn tối thắng đầy đủ hương vị diệu sắc trọn vẹn dâng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn thương sự hiến dâng ấy nên nạp thọ. Lúc ấy 68.000 đại dược xoa của Kim Tỳ La Dương thống lãnh ở trên hư không đều sinh lòng tùy hỷ, dùng âm thanh diễn sướng rằng: Lành thay, lành thay. Kim Tỳ La Dương bảo chúng dạ xoa rằng: Ta đã dâng lên Đức Phật những món cúng vi diệu, các ngươi cũng nên đem những món cúng dường hiến cho chư tỳ kheo tăng, do đó các ngươi sẽ được lợi ích an lạc mãi mãi. Chúng dạ xoa tuân lời truyền dạy của thần Dương, đem món ăn thượng vị cúng dâng cho chư tỳ kheo tăng. Chư tăng xót thương dần lấy đồ cúng ấy. Đức Thế Tôn vì khất thực mà vào thành Dương Xá. Khất thực xong, Đức Phật trở về chỗ cũ. Có vô lượng ngàn chúng thiên long dạ xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cùng vô lượng ngàn nhân và phi nhân, vô lượng Câu Chi Na Do Tha, trăm ngàn chúng sanh khác đồng tùy tùng theo sau Đức Phật. Bây giờ Đức Như Lai về đến chỗ tối thắng, rộng rãi trải tọa cụ rồi ngồi như thường ngày. Kim Tỳ La Dương và bộ thuộc đem những qua trời, qua Mạng Đà La, qua Mạng Thù Sa, qua U Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Câu Vật Đầu, qua Phân Đà Lợi, cũng đem các thứ hương bột cõi trời trải trên Đức Phật để cúng dường, rồi chắp tay kính lễ Đức Phật. Lễ Phật xong, chư thần Dương đứng yên trước Đức Phật. Đức Phật biết rõ tâm niệm của Kim Tỳ La Dương và bộ thuộc nên liền mỉm cười. Theo pháp thường của chư Phật, mỗi khi mỉm cười thì từ diện môn phóng ra nhiều thứ ánh sáng có vô lượng màu sắc, như là màu sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, màu sáng hồng, sáng vàng, sáng bạc, sáng màu thủy tinh. Ánh sáng ấy chiếu khắp vô lượng vô biên tất cả thế giới, che khuất cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Dưới chiếu thấu địa ngục, làm cho chúng sanh địa ngục vui vẻ. Trên chiếu suốt trời phàm thế. Công việc chiếu soi đã xong, các ánh sáng ấy quay trở lại vòng quanh Đức Phật 7 lần, rồi hoặc rót vào đảnh Đức Phật, hoặc rót vào hai vai, hai gối Đức Phật. Theo pháp thường của chư Phật, lúc thọ ký cho chúng sanh địa ngục thì ánh sáng rót vào dưới hai bàn chân Đức Phật. Nếu thọ ký cho súc sanh thì quang minh rót vào lưng Đức Phật. Nếu thọ ký cho loài quỷ thì quang minh rót vào trước bụng Đức Phật. Nếu thọ ký cho loài người thì quang minh rót vào hông bên tả Đức Phật. Nếu thọ ký cho loài trời thì quang minh rót vào hông bên hữu Đức Phật. Nếu thọ ký cho bậc thanh văn thì quang minh rót vào hai gối Đức Phật. Nếu thọ ký cho bậc độc giác thì quang minh rót vào hai vai Đức Phật. Nếu lúc thọ ký cho chư đại Bồ Tát sẽ thành vô thượng chánh giác thì quang minh rót vào đỉnh đầu Đức Phật. Trưởng lão A Nan Đà thấy Đức Thế Tôn mỉm cười phóng quang, ngài liền trịch y thất điều giai hữu,
gối hữu chấm đất, chắp tay lễ chân Đức Phật, rồi nói kệ bạch Phật: Đấng soi sáng thế gian, cớ gì phóng quang minh? Đấng lợi ích thế gian, cớ gì hiện mỉm cười? Nay ai gieo giống thánh, làm nhân Phật Bồ Đề? Nay thọ ký cho ai, ai đáng được giải thoát? Đại đạo sư hùng mãnh, chẳng vô cớ mà cười. Nguyện Mâu Ni sẽ nói, duyên cớ phóng quang minh. Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp ngài A Nan: Kim Tỳ La tình tâm dâng những đồ cúng dường cho đứng cứu thế gian, nên ta hiện mỉm cười, báo thần dương hết rồi. Sanh lên trời đau lợi, hưởng mãn phước trời ấy. Sanh lên trời dạ ma, rồi lại sanh đâu xuất, hưởng báo vui cõi trời. Mãn phước sanh loài người, làm bậc vua trí huệ, cai quản vua bốn châu, tự tại chuyển luân dương. Mãn báo nhân dương rồi, sanh lên trời phàm thế. Trên trời và nhân gian luôn qua lại chẳng ngớt, thường hưởng thọ diệu lạc 20 câu chi kiếp. Rốt sao bỏ ngôi vua, xuất gia cầu Phật đạo, đủ các thiện duyên rồi, thành vô thượng Bồ Đề. Ba muôn chúng vượt xoa, do dân cúng Đức Phật, bỏ báo vượt xoa xong. Sanh lên trời đau lợi, sau gặp Phật Di Lặc, được quả A-La-Hán, đã được truyền đạo quá, liền gọi cúng dường Phật. Cả chúng vượt xoa ấy, vì an trụ Bồ Đề, do nơi căn lành ấy, chẳng sanh các ác đạo. Hoặc có ngàn vượt xoa, thường cúng dường chư Phật, cầu vô thượng Bồ Đề, để lợi ích chúng sanh. Hoặc 2000, 3000, cầm hương hoa vòng hoa, sẽ cúng dường chư Phật, để được Phật Bồ Đề. Hoặc có nhiều câu chi, sẽ cúng dường chư Phật, tu tự tánh thanh tịnh, sau chứng đại Bồ Đề. Kim Tỳ La thần dương, đủ sức đại thần thông, cũng phát nguyện rộng lớn: Tôi sẽ thành chánh giác, từng cúng dường chư Phật, phát đủ những hoằng thệ. Nay lại cúng dường ta, hướng đến đạo vô thượng. Do sức thiện căn ấy, bỏ rời các ác đạo, sẽ gặp Phật Di Lặc. Lại dâng nhiều lòng báo, dâng nhiều lòng báo rồi, lại dâng nhiều y báo, dâng nhiều y phục rồi, liền bỏ nhà xuất gia. Tròn đủ 500 năm, chuyên tu hành phạm hạnh, cầu tối thượng Bồ Đề, để lợi ích chúng sanh. Vì thành tựu nguyện ấy, nên tu hành lục độ, suốt hằng hà sa kiếp, thường chuyên cần chẳng nghỉ. A Nan, ông phải biết, vì thị hiện mà nói, hạnh thù thắng của họ. Lại thêm quả số trên, như đã nói ví dụ, số kiếp hằng hà sa, được thấy chư Phật kia, sẽ cúng dường to lớn. Lạ thay trí thắng diệu, lạ thay tâm vô thượng. Các chúng đại đạo sư, danh xưng chẳng gọi được, sao sẽ thành chánh giác? Như Lai Phật Thế Tôn, hiệu ngài là Y Dương, giang khắp mười phương cõi, 70 câu chi năm, thuyết pháp độ chúng sanh. Đấng lưỡng túc tôn ấy, lâu sẽ nhập tịch diệt, thuyết pháp 20 hội, điều phục tâm chúng sanh. Một đại hội tối hậu, trọn 200 ức năm. Những đại hội đã nói, độ vô lượng thanh văn. Như số lượng thanh văn, chúng Bồ Tát cũng vậy, lợi ích chúng sanh xong, Phật mới nhập Niết Bàn. Chánh pháp trụ thế gian, trải qua 100.000 năm, suốt trong 500 kiếp, tỳ kheo ấy thành Phật. Nơi mỗi mỗi kiếp ấy, ngàn Đức Phật xuất hiện. Những người có trí huệ phải suy gẫm pháp thủy, phải phát tâm dũng mãnh, hành đa văn chánh lý, xa rời phi chánh lý. Thường tu pháp chánh lý, phải tu tập đa văn. Do đây lớn trí huệ, bốn pháp nghĩa căn bổn, tế độ các Bồ Tát là thí, giới, văn, xã, đường Bồ Đề hiền thiện. Vì chúng nói pháp này, thừa vô thượng tối thắng, khai diễn đạo thanh văn, khéo dứt các lưới nghi. Những ai có thỉnh hỏi, nay ta đều hứa khả, đấng chiếu thế khó gặp, hay nói pháp thâm diệu. Kim Tỳ La Dương ở trước Đức Phật được nghe thọ ký, hớn hở vui mừng, được chưa từng có. Nghĩ rằng, này Đức Thế Tôn sẽ lên núi linh thú, tôi phải vun trồng chút ít căn lành nơi Đức Phật. Suy nghĩ xong, Kim Tỳ La Dương bảo bầu thuộc rằng: Chúng ngươi nên biết rằng, Đức Như Lai sẽ lên núi linh thú, chúng ngươi phải phát tâm dũng mãnh, tùy theo khả năng của mình
mà sắm sửa cúng dường. Liền đó thần Dương cùng bộ thuộc rời thành Dương Xá, thẳng đến núi Linh Thứ. Toàn con đường chặn giữa đều dọn hết cỏ rác, gai gốc, ngói gạch, sỏi đá, khắp nơi sạch sẽ như mặt gương sáng. Chúng thần lại rưới nước thơm, rồi lót thảm tốt cùng rải hoa đẹp khắp con đường, sông hương thơm dọc theo bên đường, và dựng những tràng phan, treo những bửu cái, trên cao giăng che với những lụa màu, rồi lại trỗi những âm nhạc trời. Con đường ấy rất rộng, bằng suốt một lằn tên. Khắp nơi theo hai bên đường che rợp những loài hoa mọc dưới nước như các thứ sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Sen trong hoa sen có những chim đẹp như uyên ương, dùng lụa màu dệt bằng chỉ vàng trồng trải lên mặt đường. Trên đó lại trải lưới bảy báo. Kim Tỳ La Vương trần thiết trang nghiêm con đường Đức Phật sẽ đi qua sông, liền tự biến hóa thân mình rất cao lớn, cùng các bộ thuộc hớn hở vui mừng, phát những tâm thù thắng như tâm sướng thích, tâm điều thiện, tâm nhu nhuyến, tâm thanh tịnh, tâm ly cái, tâm sung mỹ, tâm quy y Phật, tâm quy y Pháp, tâm quy y Tăng, tâm bồ đề bất động, tâm bất thối chuyển, tâm vô đẳng, tâm vô đẳng đẳng, tâm siêu tam giới, tâm đại từ, tâm đại bi đối với tất cả chúng sanh, tâm đại hỷ, tâm đại xả, tâm Phật pháp khí, tâm kiên, tâm cố, tâm bất khả hoại, tâm bất hủ bại, tâm rời bỏ bậc thanh văn và độc giác, tâm thành lập Bồ Tát địa. Phát và an trụ trong những tâm nguyện ấy, chư thần Dương đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ chân Đức Phật, đi nhiễu ba vòng, đứng qua một bên, chắp tay nói kệ bạch Đức Phật rằng: Tôi đã vì Thế Tôn sắm đồ cúng vô thượng. Phật là đấng tôn quý, diễn nói pháp vô thượng, thập lực đều thành tựu, an trụ các vô quý. Những sự lợi chúng sanh như đạo sư đã làm, Phật đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo, đời nhờ như mặt trời chiếu sáng khắp thế gian. Chuyển di diệu pháp luân, 12 hành tối thắng, tuyên bố pháp sâu diệu, lợi ích các chúng sanh, hiển thị các thần biến như nghi thức của Phật. Vì nhiều câu chi chúng mà làm sự lợi ích, vị lai chư đại hùng giúp đời như mặt nhật, tuyên dương thánh pháp ấy, giác ngộ thành vô thượng, làm nhà làm thuyền bè, làm đường làm nẻo về, vì các chúng sanh manh bố thí cho huệ nhãn, năm loài các chúng sanh tôi sẽ làm chỗ dựa, giải thoát các sự khổ như chư Phật đã lìa. Tôi làm lưỡng túc tôn, là trời trong các trời, thiên đế, chúng long thần, Atula thờ kính, sắm sửa đồ cúng dường, trong đời không gì bằng. Tôi tạo nghiệp thường diệu, không có ai tương trợ, như Pháp Vương Thế Tôn, đủ 32 tướng, 80 tướng phước diệu, đời không ai sánh kịp. Đức Thế Tôn vì Kim Tỳ La Vương mà nói kệ rằng: Các người cúng dường Phật, làm pháp nhân tối thượng, thù thắng trong hữu tình, chẳng khó được bồ đề. Cúng dường đấng Thế Tôn, chiếu sáng đời nương theo, bực đáng được cúng dường của trời, rồng và người. Ngộ bồ đề thượng diệu, ngồi đạo thọ tối thắng, dẹp trừ các ác ma, vì chúng sanh thuyết pháp. Lúc bấy giờ Đức Như Lai ở giữa đại chúng, dùng đại quay đức, đại thần thông, đại tông thế và các thứ đại tự tại biến hóa mà phóng đại quang minh chấn động cả đại địa. Hoa sen lớn mưa xuống khắp hư không, trăm ngàn na do tha câu chi nhạc trời đồng hòa tấu, cả đại chúng đều được chưa từng có, thấy thần tiên ấy lại càng kính ngưỡng Đức Phật hơn. Đức Như Lai chân bước trên hoa sen lớn như bánh xe, theo đường đã trang nghiêm mà đến núi Linh Thứ. Đến núi rồi, Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: Ông vì Đức Như Lai mà sắp đặt bửu tọa thù thắng, ta sẽ ngồi trên ấy vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh mà nói kinh Đại Thừa Bồ Tát Hạnh Sở Nhân tên là Di Diệu Cát Tường Bồ Tát Tạng. Kinh ấy có thể làm cho núi nghi ngờ của tất cả chúng sanh lỡ sụp, kinh ấy có thể làm cho lưới nghi ngờ của tất cả chúng sanh đứt tuyệt, kinh ấy có thể làm cho gốc nghi ngờ của tất cả chúng sanh chẳng mọc được. Vì kinh Đại Thừa ấy lợi ích an lạc các chúng sanh, ta vì thương xót đại chúng và hàng thiên nhân
nên mới mở dậy. Ngài A Nan y theo lời Đức Phật mà sắp đặt pháp tọa. Trong đại chúng, 68 câu chi thiên tử từ cởi thượng y mà trải trên pháp tọa. Đức Phật như thường lệ ngồi lên pháp tọa, ngó chư thiên tử mà nói kệ rằng: Chư thiên trải y phục, tối thắng thượng di diệu, đại đạo sư cứu thế ngồi yên trên pháp tọa, đến bờ kia các pháp Như Lai lên ngồi rồi. Đại địa động sáu cách, khiến chúng đều vui mừng, phóng quang chiếu Phật độ và chói các núi đao. Thế Tôn hiện thần thông, tế độ người ưa pháp, chư thiên long và nhân, Cưu Bàn Trà ngạ quỷ, những chúng Bố Đát Na thấy nhau không chướng cách. Trăm ngàn Na Do Tha cầu chi các thiên tử thấy Phật phóng quang minh, rất là khó gặp gỡ. Vua Tần Bà Ta La cùng các quan vây quanh đến chỗ Đức Thế Tôn. Như Lai đời nương dựa, Phật biết trời rồng người, đại chúng đều ngồi xong, vì lợi ích chúng sanh nhìn ngó khắp bốn phương, tuyên cáo người có nghi nên hỏi nơi Thế Tôn. Phật dìu dắt chúng sanh khéo dứt trừ lưới nghi. Lúc ấy bao nhiêu chúng sanh trong cõi đại thiên đều đến hội họp để nghe pháp. Vì nghe pháp nên họ đều dứt lặng ngoại duyên, tâm an trụ một cảnh. Đức Phật bảo ngài Đại Mục Kiền Liên rằng: Ông coi hôm nay có tỳ kheo nào ở xa chưa về dự hội thì nên mời về. Bây giờ ngài Đại Ca Diếp đương ở phía nam núi tuyết, ngài Đại Mục Kiền Liên đã biết nên dùng thần thông đến thưa rằng: Hôm nay Đức Như Lai ở tại núi Linh Thứ, vì đại chúng chư thiên Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn, Atula mà nói diệu pháp, Đức Thế Tôn đương chờ ngài đấy. Ngài nên mau về, chứ để chúng tôi phải chướng ngại sự nghe pháp. Ngài Đại Ca Diếp bảo ngài Đại Mục Kiền Liên rằng: Ngài về trước, tôi sẽ đến sau. Nói xong, ngài Đại Ca Diếp chẳng đứng dậy, hiện thần thông lực vào thành Dương Xá, dẫn đạo bốn bộ chúng cùng theo ngài đến núi Linh Thứ, đảnh lễ chân Đức Phật, rồi ngồi gần bên Đức Phật. Ngài Đại Mục Kiền Liên dùng thần thông lực về đến chỗ Đức Phật, đã thấy ngài Đại Ca Diếp đã ngồi ở đó rồi, liền thưa rằng: Thưa ngài Đại Ca Diếp, tôn giả đã thành tựu đại thần thông lực rất mau chóng, có thể chẳng cần đứng dậy rời chỗ ngồi mà hiện thần thông biến hóa như vậy. Ngài Đại Ca Diếp nói: Đức Thế Tôn khen ngài là thần thông đệ nhất, nay tôi hiện chút pháp mọn, có gì đáng kể? Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm Kim Tỳ La Vương Thọ Ký, thứ hai, hết.